bạn mới bán hàng trên TikTok và bạn muốn bán được nhiều đơn hàng thì đây là ba yếu tố để giúp bạn xây kênh TikTok bán được nhiều đơn hàng. Yếu tố thứ nhất là bạn phải hiểu về luật chơi của TikTok, biết người biết ta, chăm chặn chăm thắng. Để thành công trên TikTok, bạn cần hiểu rõ được luật chơi của TikTok, đó là tạo nội dung ngắn gọn, xúc tích và hấp dẫn, sử dụng các hiệu ứng âm thanh và tuân thủ bản quyền của TikTok. Yếu tố hai đó là kiên trì và hành động, tạo cho mình một thói quen làm video mỗi ngày đều đặn, liên tục cải tiến những cái video của mình, học hỏi từ những người đã thành công. Không phải ai mới bắt đầu làm cũng thành công ngay từ đầu, bạn phải kiên trì làm việc và hành động. Dù bạn có khởi đầu chậm chạp nhưng mà bạn hãy kiên nhẫn và đừng bao giờ bỏ cuộc. Nền tảng TikTok là một nền tảng sáng tạo, yêu cầu bạn phải tạo ra những video thật là hấp dẫn và thu hút thì mới giữ chân được nhiều người xem và nhiều người follow bạn. Hãy tạo ra những nội dung độc đáo, sáng tạo và khác biệt. Và điều cuối cùng là bạn phải kiên trì, hành động, làm video mỗi ngày, chia sẻ những giá trị đến người xem thì bạn sẽ được nhiều đơn hàng nha. Chúc các bạn thành công!